Mùa xuân đang đến gần, đây là quãng thời khắc đẹp nhất trong năm ở miền Bắc, đặc biệt là trên vùng rừng núi Tây Bắc. Trước những mời gọi và thôi thúc bởi cảm giác được đắm mình với phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, hoang sơ, một tay máy bán chuyên nghiệp như tôi không thể không xách máy lên đường thay vì ra mình ở thành phố cùng những bộn bề của công việc. Cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng, vẻ rực rỡ của muôn sắc cỏ hoa, của con người vùng cao khiến tôi xúc động vô cùng và tràn đầy cảm hứng sáng tác. Trong không khí của núi rừng Tây Bắc, tôi bắt gặp một hình ảnh rất thân quen. Hình ảnh đó thôi thúc tôi gói ghém hành trang, trở về ngôi nhà thân thương của mình cùng những chương trình đón xuân hấp dẫn đang được phát sóng trên kênh K+. Dù ngoài kia, dù ở nơi nào đó, cảnh sắc xuân thật quyến rũ, nhưng với tôi, không có gì bằng được cùng các con của mình xem những chương trình yêu thích trên K+. Biết rằng hiện nay có nhiều nhà cung cấp truyền hình khác nhau, nhưng tôi vẫn hài lòng nhất với kênh truyền hình vệ tinh K+. K+ luôn mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị và hấp dẫn trong từng frame hình. K+ là một thế giới giải trí luôn đáp ứng mọi nhu cầu của khán giả. Thế giới giải trí của K+ gồm 72 kênh SD và 8 kênh HD. Tín hiệu kỹ thuật của K+ luôn ổn định và sắc nét dù bạn ở bất kỳ đâu hay dù bạn dùng tín hiệu SD hay HD. Chất lượng hình ảnh HD có độ phân giải lớn hơn gấp 5 lần so với tiêu chuẩn. Ngoài bóng đá thì phim trên K+ cũng khá hay, đặc biệt là các phim bộ của Mỹ như 24 giờ Heroes Rosship Girl. Được biết nhân dịp Tết Nguyên đán, K+ có chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đây là dịp tốt để tôi đăng ký truyền hình của K+ cho bố mẹ của mình. Không khí xuân đang ùa vào từng ngôi nhà ấm áp và thân thương. Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta cùng người thân của mình tận hưởng những giây phút sinh động và phong phú mà K+ mang đến. Tết này tôi đã có quà cho bố mẹ. Đây là món quà thực sự ý nghĩa và tôi rất hài lòng. K+ Vui TV.